cho bạn này. Chia sẻ với các bạn một cái vấn đề như này. Hiện nay trên thị trường xuất hiện rất là nhiều cái quảng cáo và cái đĩa cước để cắt cỏ nhé. Một cái đĩa cước dạng dạng kiểu như này nhé. Để cho các bạn xem nhé, như này. Đây các bạn này. Đây, một cái đĩa cước như này. Thì là rất nhiều người điện đến hỏi mình là có bán cái này không. Mà báo cáo các bạn là có bán, nhưng mà hiện nay là mình không bán nữa, bởi vì là cái này nếu mà bạn nào mua về mà các bạn trà sân ấy thì được. Các bạn trà sân như cái sân như thế này này. Thì các bạn trà sân thì được nhé. Còn các bạn mà mua về để mục đích để đi đánh cỏ thì khuyên thật các bạn không nên mua nhé. À, cái này bán thì mình bán cũng được tiền thôi. Nói chung là, nhưng mà cơ bản là nhiều người thấy đánh cỏ quảng cáo trên mạng ấy, nó hay quá, thì hỏi mình là có bán hay không. Thì thực ra nếu mà các bạn mua về trà sân, trà rong rêu ở sân thì được. Nhưng còn nếu mà mua về để đánh cỏ thì khuyên các bạn không nên mua nhé. Đấy, cái này không đánh được, bởi vì chúng ta tưởng tượng là cái bát cước ấy, cái dây cước ấy, nó có mỗi hai sợi, hai bên thôi, mà chúng ta đưa vào cỏ nhiều lúc nó còn mắc. Huống chi là cái này. À, cái này nó chỉ là để trà sân thôi. Trà sân trên những cái nền mà bê tông ấy, nền bê tông, cái mép tường các thứ ấy, hoặc là cái sân mà rong rêu ấy thì trà rất là ok. Nhưng mà về đánh cỏ, nếu mà bạn nào mà mua mục đích về đánh cỏ ấy, thì khuyên thật các bạn là không nên mua, phí tiền nhé. Đấy, các bạn mua về các bạn sẽ bỏ đi thôi. Nó chẳng dùng vào cái việc gì để các bạn đánh cỏ được cả, bởi vì nó không đánh được cỏ. Bởi cái này ấy, khi các bạn đưa vào cỏ ấy, là nó sẽ mắc luôn và ngay. Đấy, nó mắc luôn và ngay đấy. Cho nên là nếu mà bạn nào mà với mục đích mua về để đánh cỏ thì khuyên các bạn là không nên mua mà cũng không cần hỏi nhé. Cái này thì không đánh được đâu nhé, mình trải nghiệm hết rồi. Còn các bạn nào không tin thì các bạn cứ mua về đánh, đảm bảo các bạn sẽ hối hận và chúng ta bị bỏ phí, lãng phí, rất là lãng phí. Cái này tất cả những cái thứ mà nó có trên thị trường nay mới này mình trải qua hết rồi các bạn. Mình đang là người làm bát cước mà, cho nên là mình cái gì nó mới có hoặc là từ lúc chưa có, thị trường Việt Nam chưa có, bọn mình đã order ở Trung Quốc, tất cả các chỗ khác về mình trải nghiệm hết rồi. Nên khuyên là các bạn không nên mua cái này nhé. Bạn nào nghe tùy các bạn nhé. Ok, chào các bạn.